Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình Famila Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft vua hải tặc. Ở tập trước thì mình đã có một chuyến đi khám phá để đi tìm cái stronghold, và ngoài ra thì mình cũng có tìm được những cái rương kho báu và mở ra được những trái quỷ mới, trong đó có trái Ope Ope no Mi của Charpengalo cực kỳ mạnh luôn. Một xíu thì mình sẽ ăn thử trái quỷ đó để test thôi nó có những cái kỹ năng gì nhá. Và trước khi cái bắt đầu nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay, đó chính là đánh bại rồng Ender, thì mình sẽ có một chuyến đi khám phá ở phía dưới biển một tí nhá. Vì hổm rày á, mình chỉ toàn khám phá trên mặt biển thôi, và để khám phá biển tốt hơn thì mình cần phải có một bộ đồ lặn, và công thức của bộ đồ lặn thì mình cần một ít cái thủy tinh này cũng như sắt và emerald thôi, khá là rẻ. Giờ thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị trước cho mình một ít emerald nè, cũng như là sắt. Ngoài ra thì nó cần kim cương không? Ui, nó cần cả kim cương và slime nữa cơ. Kim cương nè, slime luôn. Và giờ thì mình sẽ coi coi số thủy tinh mình còn không cái đã. Ui hên, đợt trước mình nói nó vẫn còn nè. Giờ thì mình sẽ qua đây và bắt đầu công đoạn chế tạo luôn thôi. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái nón lặn trước, kế đến là cái áo nè, có đủ luôn. Kế tiếp đến nữa là một cái quần, và cuối cùng là một cái đôi ủng. Đó, như vậy thì mình đã có được full một bộ đồ lặn rồi. Giờ thì mình sẽ cắt những thứ không cần thiết vào bên trong và mặc thử cái bộ đồ lặn này nhá. Nhìn cái này hơi bị téo luôn á, coi cái nón nè. Nó kiểu như là một cái hộp dưỡng khí gì đó các bạn ơi. Ôi, và mình có được cái hiệu ứng nhìn trong bóng tối nè, và kèm theo đó là một xíu làm chậm, vì cái này chắc nó khá là nặng đó. Mặc cái áo vô coi. Ui, nó sẽ tăng cấp độ lên nè, đúng không ta? Ủa đúng rồi, càng mặc nhiều thì mình sẽ càng bị chậm các bạn ơi. Mặc thêm cái quần nè. Làm chậm 3 rồi, và thêm cái ổn làm chậm 4 luôn. Ui, cái set đồ này mình trên bờ là mình nhảy không nổi, mà đi cũng không xong luôn. Nó rất là nặng luôn á. Và giờ thì mình đang có thêm năng lực trác quỷ. Không biết khi mình có năng lực trác quỷ như vậy thì mình xuống nước nó có lội được không nữa. Để giờ mình sẽ test thử luôn nhá. Trước tiên thì mình cần cởi ra trước cái đã. Để có chớn rồi còn nhảy xuống dưới biển nữa chứ. Cái tàu của mình ở đây hả ta? Để mình sẽ mặc cái ổng mây vào. Đó, để có thể nhảy xuống phía dưới nha. Đây, nhảy xuống phía dưới này nè. Sau đó cởi ra và mặc bộ đồ lặn coi. Đây, mình đã mặc full đồ lặn nè, và xuống nước. Mình không bị mất oxy, nhưng mà mình vẫn bị chóng mặt vì mất năng lực trá quỷ các bạn ơi. Vậy thì sao mà dễ dàng khám phá được? Bởi vậy chắc mình phải bắt buộc là loại bỏ năng lực trá quỷ rồi. Và khi nào về thì mình sẽ ăn trá quỷ mới, đó chính là trái Ope Ope no Mi của Saben Gallo nhá. Giờ thì mình cùng nhau chia tay với trá quỷ Goro Goro no Mi. Đây là một trong những trái mà mình đánh giá khá là mạnh đó. Có thể triệu hồi ra được những tia sét nè, cũng như là những cái quả cầu sấm sét luôn, cực kỳ xịn đó nhá. Và kể cả một cái cơn bão nữa nè, đó, bão sấm sét luôn. Rồi tạm thời thì bye bye trái Goro này, và sắp tới mình sẽ ăn một trái khác. Giờ thì bắt đầu chuyến khám phá biển trong ngày hôm nay thôi. Mình cần phải mặc full set đồ này trước đã. Đây nè, và nhảy xuống dưới nước. Tụm. Đó, vậy là bây giờ mình đã có thể di chuyển thoải mái luôn rồi. Ui, ấy và không biết cái này có enchant được cái dòng gì ta, cái đó là sải bước dưới nước đúng không nhờ? Mình nhớ không lầm á, trong Minecraft có cái dòng sải bước dưới nước giúp mình có thể di chuyển nhanh nhẹn hơn ở phía dưới nước thì phải. Coi trong này có không nhá. Coi nào, cái này có bảo vệ nè, bảo vệ coi lửa, sát thương khi rơi, vụ nổ, bảo vệ con vật được bắn, gai, chạm hỏng. Ôi, như vậy thì nó không có dòng sải bước dưới nước rồi. Chắc đây là phiên bản cũ á, nên nó chưa có được mấy cái dòng đó các bạn ơi. Cũng khá là tiếc á. Nhưng mà thôi đi, lỡ không có thì cũng đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Và thử đi khám phá biển trong ngày hôm nay coi nào. Wow, xuống dưới này bây giờ mình đã có thể di chuyển thoải mái luôn nè. Và xuống dưới nước thì mình đã mất đi cái hiệu ứng làm chậm rồi nè các bạn ơi. Ui, dưới nước di chuyển thích ghê á. Nhưng mà màu nước nó hơi xanh quá thì phải đúng không? hình như hơi xanh quá. Và mục tiêu đầu tiên của mình đó chính là con tàu đằng này. Từ lúc mà mình phát hiện cái tàu cướp biển á, thì mình đã gặp được con tàu này rồi, nhưng mà chưa có dám xuống khám phá vì sợ chết đuối á. Nhưng mà bây giờ đã có đồ lặn rồi nên mình sẽ thoải mái lại đằng đó và khám phá luôn nhé. Hy vọng trong những cái con tàu bị chìm này sẽ có những cái rương kho báu để mình có thể mang về và mở ra. Và phía dưới nước thì cũng không kém nguy hiểm, vì đằng kia còn có những con cá voi đang chờ đợi để có thể cắn mình á, nên mình cần phải cẩn thận khi mà lại gần những cái nơi này. Và đầu tiên trước mặt mình là một cái này là máy phân phát hay máy thả thì phải á, hình như máy phân phát thì phải. Bên này cũng là máy phân phát nè, hình như đây là một con tàu hải tặc nhỏ nhưng mà nó bị chìm rồi. Còn có những cái mũi tôm bên trong nữa, cột buồm cũng bị gãy luôn nè. Đây có đường sướng luôn. Và phía dưới này thì có có rương. Ui. Được thiệt sự các bạn ơi. Thì ra ở những con tàu này sẽ có kho báu cho mình. Cà rốt thì thôi mình không lấy đâu, lấy tạm những thứ bên này đi. Bên này thì có sách vở các kiểu nè, có giấy, restore, có bơm nữa. Bơm trong này thì mình cũng làm được khá thứ nha. Nhất là cái bé creeper á. Và rương kho báu. Tuyệt vời và thêm một trái táo xanh nữa. Ủa cái táo này có công thức chế tạo không? Ôi trái táo này được dùng. À đây là trái táo kim cương à. Dùng để chế tạo những cái kiểu như là đồ hồi máu hay sao ấy. Có đá lửa nữa nè. Táo thường thì mình không lấy đâu. Được đó nha. Chưa vết mình đã tìm được một cái rương kho báu bằng gỗ rồi. Ở bên này lại là một cái rương kho báu nữa. Ồ như vậy thì những cái tàu bị chìm này á sẽ cho mình những cái rương kho báu các mọi người. Trong phòng này vẫn còn nữa nè. Ui. Nhưng mà trong phòng này thì không có rương kho báu rồi. Kệ có cái yên cưỡi mang về xài cũng được. Wow, như vậy thì mới cái con tàu đầu tiên mà mình đã được 2 cái rương kho báu nè. Những trái táo đặc biệt như là táo vàng enchant cũng như là táo kim cương. Rồi những cái khói và viên kim cương nè. Và một ít cái vàng bạc châu báu khác. Giờ thì chắc mình sẽ lên đường và tiếp tục khám phá những cái con tàu bị chìm giống như vậy nha. Có lẽ đây là một cách để mình có thể tìm được những cái rương kho báu dễ dàng hơn đó. Và mục tiêu kế tiếp của mình sẽ là những con tàu bị chìm khác trên cái vùng biển này thôi. Không biết trong này mình còn thuyền không ta? À đây nè, mình có cái thuyền nè. Để mình chèo thuyền đi cho nó nhanh các mọi người. Chứ mình lặn ở dưới nước á, nó di chuyển nó cũng không có nhanh cho lắm á. Rồi giờ thì tiếp tục và đi tìm những cái con tàu bị đắm kế tiếp thôi. Di chuyển mới con xíu mà mình đã gặp thêm một cái con tàu nhỏ, nhưng mà không biết nó có đồ dưới không ta. Mình sợ dưới không có đồ á. Ui có đồ, có cái rương kìa. Hy vọng cái rương. Ý chết thôi. Ôi đừng có đi luôn nha. Có cái sườn thôi á. Rồi xuống dưới nào để cho nó chìm từ từ xuống các bạn ơi. Cái này nó cũng chìm khá là nhanh á. Và hy vọng rằng trong rương này sẽ tiếp tục là những cái đồ kho báu khác. Thiệt nè. Wow, như vậy thì những cái rương kho báu sẽ rất là dễ xuất hiện trong những cái con tàu bị đắm này. Ui sao hổng rày mình không thiết kế ra cái bộ đồ này nhanh ta. Để đi tìm trác quỷ dễ hơn. Chứ tìm tàu hải quân với tàu hải tặc á, bự thì có bự thiệt đó. Nhưng mà nhiều khi 5-6 tàu không cho mình cái rương kho báu nào luôn. Khá là buồn. Để bây giờ mình sẽ đi thêm một đoạn nữa. Hy vọng là sẽ có thêm thiệt là nhiều những cái rương chứa trác quỷ giống như vậy và mang về để mở ra nhé. Và phía xa ở đằng kia có những cái ụ cát mà lần trước mình có giới thiệu với các bạn. Phía trong đó sẽ có đồ và lần này mình sẽ xuống dưới và khám phá thử luôn. Có tới 2 cái ụ cát lân cận luôn nè. Đầu tiên mình cần phải phanh cái xuồng này lại cái đã. Sau đó thì nhảy xuống phía dưới nữa. Lần nào mình nhảy xuống cái xuồng nó cũng bị trôi hết một đoạn á. Không hiểu sao luôn. Và trong này sẽ có gì? Ấy da. Ui sẽ có nhện biển. Ui cái set đồ này nó bảo vệ không tốt cho lắm. Đồ bền nó cũng tạm thôi. Và trong này có những cái bọc mút nè. Có những cái gì? Bé bét lờ nung. Và hạt Ender hả? Hạt Ender thì mình có thể lấy được nè. Và cho vào bên trong cái feedback để cho cái bé nhà của mình ăn á. Nữa. À không, cái này là con nhện độc chứ không phải nhện biển các mọi người ơi. Trời ơi nó cắn mình trúng độc quá trời luôn nè. Nữa. Ủa cái spawner đâu ra vậy? Spawner. À sand spawner. Là cái này có khối cát triệu hồi quái vật nè. Mình phải đập khối cát này ra. Nó phải đập như vậy nè thì nó mới không xuất hiện ra quái nữa. Ui may thiệt á. Giờ mình sẽ vứt những thứ không cần thiết vào bên trong cái rương lại nhá. Rồi sau đó tiếp tục đi thôi. Tại vì phía cạnh cái này á còn có một cái chỗ cát giống như vậy nữa, để mình qua đó khám phá nốt luôn. Đây đầu tiên xuống nước dưới nè, và lội qua bên đây. Ui hình như có tiếng con nhện thì phải á. Mình mới nghe tiếng con nhện kêu nè. Nè đó. Các bạn có thấy cái con nhện nó triệu hồi không? Nó triệu hồi là từ cái khối cát này nè. Để mình dùng cái excavator trong một cái rương nhỏ này để mình đào ra cho nó nhanh nhá. Đây đào phát cho hư hết luôn. Rồi và spawner đã được đập. Kế tiếp thì trong này có một cái bé bét là dubstep hả? Sao flat? Nghĩa là sao ta? Ui cái này là bé bét đi cháy. Mình ấn một phát. Chơi nhạc luôn kìa. Ui được đó cha. Ôi nhưng mà mình sợ nhạc này có bản quyền quá à. Thôi chỉ cần biết là cái dubstep bét này á là sẽ chơi nhạc khi mà mình ấn chuột phải á. Còn bé bét phơ này thì chắc mình sẽ có thể kích hoạt được cái lò nung đúng không? Để mình test thử luôn cho. Test trên biển luôn nè. Được không? Ủa không được rồi. Có vẻ không được á các bạn ơi. Cái bé bếp bên này không dùng được rồi. Nhưng mà thôi kệ cũng không sao. Giờ thì mình sẽ làm thêm một cái thuyền đi. Lười qua đằng kia lấy cái thuyền đó quá. Và tiếp tục đi để đi tìm những cái con tàu bị đắm thôi. Nãy giờ tìm được 2 con tàu bị đắm rồi á. Ui ở đây có cái vùng đất gì nè các bạn ơi. Ui cái cây ngộ vậy. Ủa đây là vùng gì đấy? Ui cái địa hình nhìn rất là ngộ luôn. Chưa để mình hãm cái thuyền này lại cái đá. Ấy rồi luôn rồi. Vỡ thuyền rồi. Và lên trên này khám phá thử coi. Ui chưa đánh con creeper này trước cái đã. Chỗ này cũng khá là nguy hiểm đó. Mặc full set đồ bedrock vào và đi khám phá một tí. Bét mèo thì mình sẽ lấy ra trong cái bét rương. Đấy ấy còn cá sấu này dám quýnh mình. Lấy bét mèo xuống để có thể nhìn trong bóng tối nè. Ủa cái này là cái gì vậy? Đá bị nứt nè. Ui hình như đây là vùng đất chết chóc thì phải á. Ui nó cao ghê luôn á. Với đằng kia còn có cái thuyền nữa kìa. Chứ chưa để mình khám phá cái ngọn đồi này trước cái đã. Ui nó cao thực sự luôn. Không biết phía trên nó có cái gì không ta. Mình nhìn trên bản đồ thì thấy khu này là một cái ngọn núi. À không, cái này là một cái hòn đảo thôi. Cái này chỉ có cái hòn đảo thôi các bạn ơi. Được cái là nó cao à. Hay là cái đảo này mình sẽ dành riêng một thời điểm nào đó đi khám phá nhá. Giờ mình đang đi tìm kho báu trong những cái tàu bị chìm á, nên khám phá cái đó nó sẽ làm mình bị phân tâm á. Nên thôi tạm thời thì gác qua chuyện khám phá cái này. Sắp tới thì nhất định mình sẽ trở lại để khám phá. Và giờ thì mình sẽ trang bị lại cái set đồ lặn của mình thôi nào. Áo nè và một cái nón. Rồi và hy vọng rằng cái tàu này vẫn như mấy tàu trước cho mình những cái rương kho báu nhá. Ui cá piranha. Ủa, có gì đó sai thì phải. Cá piranha là một loài cá hình như trong rừng mà. Kiểu như trong mấy cái khu rừng Amazon ấy, cái này ngoài biển mà cũng có cá piranha nữa hả? Căng thẳng vậy. Và trong này thì có vẻ không có rương rồi. Ui, ở đây có cái phòng nè. Ôi chưa. Đi nè. Đúng rồi, như vậy thì những cái con tàu này sẽ tăng tỷ lệ ra trá quỷ các bạn ơi. Nãy giờ mình tìm 3 cái tàu bị chìm rồi. Tàu nào cũng cho mình rương chứa trá quỷ hết. Giờ thì con đồ mình nhiều quá. Để mình dọn lại một xíu nhá. Rồi sau đó tiếp tục đi tìm rương kho báu thôi. Hôm nay hơi bị may mắn luôn á. Rồi mình đã dọn dẹp đồ xong rồi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm những cái rương kho báu tiếp theo thôi. Phía trước mình là một cái khu vực gì đó. Ý, và đây là một cái tàu hải quân đúng không? Ừ đúng rồi, một cái tàu hải quân nè. Hay là thử đổi nơi một xíu nha, qua tàu hải quân khám phá. Và phía dưới này vẫn còn rương không? Không biết dưới đó có rương không nữa. Hình như không rồi. Buồn người ta, cái tàu đó nhỏ quá nên không có rương. Thôi kệ, nếu không có rương ở dưới cái tàu bị chìm thì lên tàu hải quân khám phá cũng được mà. Lần này mình không trang bị trá quỷ đâu nên chỉ sử dụng haki để chiến đấu thôi nhá. Phanh cái thuyền lại cái nè, đừng có trôi nữa giùm cái. Nãy giờ bị trôi hết mấy cái thuyền rồi. Đó. Vừa nhảy xuống là bị trôi à, kỳ ghê á. Rồi mình sẽ đập cái phần thân tàu nè để có thể đột nhập vào bên trong nhá. Ui, mà tính ra không có trá quỷ cũng tiện trong việc đi đột nhập mấy cái thằng hải quân này ghê á. Đào một phát cái chui vô liền à, chứ có trá quỷ bên người á. Vừa đào một cái gớt xuống nước là nó chìm ngụm, uống nước muốn chết luôn á. Rồi, giờ thì mình sẽ đột nhập theo cái con đường này. À, có rương. Nhưng mà không có rương trá quỷ. Có không? Không luôn. À, mấy cái tên hải quân keyboard này không cho trá quỷ, mình quýnh cho miệng mình nè, cái tội không cho trá quỷ hả. Mặc hai cây lên. À, chết, đóng cửa từ từ. Để lấy hai cây cái đã. Quên gắn hai cây vô rồi. Chiến đấu gì con ngày bị quýnh chết luôn á. Ê, đừng có xuống nha. Đang ấy, ta đang lấy hai cây mà, từ từ đợi xíu. Ấy, đi ra chỗ khác lợi dụng hả? Hỏi cái là lợi dụng hả? Rồi, một hai cây nè, hai là hai cây. Cái haki quan sát thì mình chưa có biết cách dùng. Ổng à, đây là Seru nè, cũng cần nè. Rồi kỹ năng kiếm sĩ thì mình sẽ trang bị vào một vài cái thôi, như cái này với một cái lướt. Rồi tạm thời là như vậy. Và sau đó thì mình sẽ tiếp tục chiến đấu. Đầu tiên là bật hết haki lên nè. Ui, bật haki quan sát nè các bạn. Ủa, mình bật được haki quan sát rồi. Wow, mình có thể xác định được bao nhiêu cái địch ở xung quanh luôn nè. Ui, hay vậy, trên đầu mình vẫn còn kìa. Đằng này làm anh hải quân. Wow, thì ra sức mạnh của haki là đây. Chỉ sử dụng 3 loại haki này thôi, mình đã có thể quẩy được trong này rồi. Bật thêm cái lục thức Soro lên nữa để mình có thể chạy nhanh hơn. Nhưng mà haki thì có giới hạn á, nên mình chỉ đánh nhanh rồi tắt thôi các bạn ơi. Này thì đồ đốc hải quân của chúng tôi. Và sau đó tắt thôi để không một hầm bị kiệt sức á. Bật một lần quá trời haki thì nhiều khi nó bị mệt. Và xong rồi, vậy là mình đã đánh bại hết những tên hải quân trong này. Kế tiếp thì mình sẽ qua cái tàu bên kia đi. Mình thấy tàu bên kia có vẻ tiềm năng hơn đó. Trước khi đi thì quýnh đến này thêm cái nè. Rồi đi qua cái tàu kế bên thôi nào. Ui, à mình nhớ rồi, cái con Leo Pleodon này nè, đợt trước quýnh mình đúng không. Bật haki lên, chuẩn bị nè, mìm mình đi. Ui, con này nó khỏe lắm. Nó khỏe mà nó đánh xa nữa các bạn ơi. Mình phải đánh ở phía dưới lường bụng nó giống như vậy nè, để không thôi nó quýnh mình chết á. Khỏe đến mấy thì cũng chết dưới nhát kiếm của mình thôi. Rồi mình đã đánh bại được cái con đó rồi. Và giờ thì mình sẽ tiếp tục đột nhập vào cái tàu hải quân lân cận nhá. Và nó rơi ra cho mình những cái tít nè. Và cái này thì mình có thể sử dụng để làm kiếm các bạn ơi. Xuống tàu một cái. Sau đó thì đột nhập vào bên trong như thường lệ thôi. Có thể vô không? Đó, bể liền. Đập thêm một khói nữa. Và hình như phía trên mình là rương chứa kho báu luôn hay sao á. Để mình lên mình test thử. Đây, đập cái này ra. Ui, hình như bên trong. Giờ mình có thể lấy kho báu á, kiểu như vậy nè. Nhưng mà vì nó không được quang minh chính đại cho lắm á. Một cái rương bạc nữa. Hôm nay là một cái ngày bội thu của mình rồi. Nhặt được quá trời rương chứa trá quỷ luôn nè. Wow, may mắn thiệt á. Được. Đang vui. Mình sẽ tiếp đãi mấy anh này đàng hoàng một xíu nha. Chấp mấy anh là không cần haki luôn. Chấp mấy anh luôn đó. Rồi, và ăn một miếng để cho nó hồi máu coi. Lúc trước ăn trá quỷ hệ Logia á, mình không có bị chính xác thương từ những đòn đánh thường luôn. Mà giờ thì hết năng lực trá quỷ rồi, nên mấy ảnh quýnh cũng ghét á. Nhưng mà không sao, không có xi nhê mình đâu, vẫn có thể quẩy được chứ bộ. Rồi đô đốc hải quân đâu, bước ra đây. Ôi trời. Ui, đô đốc hải quân hơi căng á. Ui. Chưa. Ui, đô đốc hải quân này căng quá các bạn ơi. Ui, quýnh mình phát gần chết luôn rồi kìa. Ui, ông đô đốc hải quân này hơi bị mạnh đó. Mạnh nè. Rồi gần chết rồi. Cầm kiếm hả? Cầm kiếm xịn nè. Tưởng kiếm xịn là mình sợ. Ai dè, mình cũng chích quẹo luôn. Rồi, và nãy giờ mình cũng được bội thu rồi á. Và trời cũng đang mưa nên chắc mình sẽ đi về thôi các bạn ơi. Được bao nhiêu rương chứa trá quỷ rồi ta, để mình kiểm tra lại. Trong này là được 2 cái rồi nè. Cái này được 5 cái là 7 cái. Wow, hôm nay là mình tìm nhiều hiện sự luôn á. Mấy lần trước tìm cả buổi trời được có 2-3 cái thôi, mà giờ đi tí thôi mà đã được 7 cái rương chứa trá quỷ rồi. Nên không chần chờ gì, mình sẽ sử dụng cái bếp nhà nè, dịch chuyển về nhà nhá, để ngủ một giấc đi. Đây cái giường mình đây. Ý, trời mưa mà không cho ngủ hả? Cho ngủ chưa? mưa lớn lắm mà. Ui, không cho ngủ thì bắt buộc mình phải lấy cái bếp giường ra đi ngủ rồi. Để không thôi bếp giường cũng không ngủ được luôn. Thôi tạm thời mình sẽ đứng đây trú mưa một xíu nha, cũng như là dọn dẹp đồ, rồi sau đó bắt đầu cái công việc chính trong ngày hôm nay thôi các bạn ơi. Ui, hình như vô bão hay sao rồi các bạn ơi. Nãy giờ mình đợi cho nó hết mưa mà nó không hết mưa rồi trơn á, cứ mưa hoài à. Nên thôi mình quyết định rồi, ăn luôn trái hát quỷ Ope Ope no Mi trong lúc trời mưa tầm tã như vậy luôn. Và trái hát quỷ này là một trong những trái có thể nói là mắc nhất trong thế giới One Piece, nên mình sẽ sử dụng nó trong ngày hôm nay để đánh con rồng luôn nhá. Và giờ thì ăn thôi nào. Nhầm 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 nhầm. Đó. Ăn phát mất tiêu luôn rồi. Và trên người mình đã có năng lực của trái OB. Và cái này thì nó sẽ có được 2, 4 và 6 kỹ năng lận. Ui, và cái kỹ năng đầu tiên là căn phòng nè. Cái này Charpengalo thường sử dụng để có thể dịch chuyển đến những cái món mà anh ta chọi ra trong cái vòng á. Cái này mess là gì? Cái này là dao phẫu thuật hả? Cái 3 là counter shot nè. Cái thứ 4 là dao gamma. Thứ 5 là sambo hả? Cái này có được phải gọi là sambo không ta? Mình đọc không có chuẩn cho lắm á, nên các bạn thông cảm giúp mình nhá. Hình như cái này dùng để hoán đổi thì phải. Và kỹ năng thứ 6 đó chính là injection shot hả? Ui, hơi bị nhiều kỹ năng luôn. Giờ mình sẽ bật kỹ năng đầu tiên. À mà không, nếu mình bật căn phòng trong đây thì nó hơi nguy hiểm á. Để mình coi coi mình có thể đi đâu để test thử năng lực trái quỷ giờ ta. Đầu tiên thì chắc mình phải cưỡi cái em rồng này đi rồi. Thì đến một chỗ nào đó có con quái vật để mình test thử sức mạnh chứ. À, ở đây có cua nè, hay là mình thấy, thử phẫu thuật mấy con cua coi như thế nào. Được đó nha, trời mưa nên nó hơi ồn một xíu, các bạn thông cảm giúp mình nha. Rồi giờ thì mình sẽ sử dụng cái skill căn phòng thôi. Không biết căn phòng nó có to không nữa, test thử mới biết. Rồi sử dụng căn phòng. Ui, ui, chặn được cả mưa cơ. Wow, trong căn phòng này mình có thể làm được gì không? Chiều 2 thử coi. Ý, ui, ui. À, cái này mình lấy được trái tim của con cua nè. Wow, và mình có thể bóp để cho nó mất máu. Bóp một cái cộng 3 máu và bóp một cái. Chết queo luôn, thì ra đây là skill móc tim nè. Ui, được thiệt sự luôn á. Ở cái căn phòng này mình đi ra ngoài có được không ta? Ồ, mình vẫn đi ra ngoài được. Xịn vậy, và để tắt thì ấn thêm một lần nữa. Wow, đúng là kỹ năng tuyệt vời. Chắc cái skill căn phòng này kết hợp với những cái skill khác thì nó sẽ tốt hơn hay sao á. Thử căn phòng lại một lần nữa nè, và sử dụng chiêu 3 coi. Chiều 3 chắc phải có mục tiêu để chọn cái đã. Để mình đi tìm mục tiêu cái. Khu này hết cua rồi. Nãy mình thấy mấy con cua gần biển mà giờ mình đi hồi cái nó mất tiêu hết trơn rồi. Và trời giờ nó cũng gần tối rồi á. Nên thôi chắc mình sẽ di chuyển về nhà đi. Di chuyển về nhà một cái nè. Ngủ trên giường để cho nó hết mưa hẳn. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ đi tìm cái đi qua chứ. Đi qua thế giới của con rồng Ender á. Test thử coi kỹ năng bóp nát quả tim của mình có thể giết được con rồng Ender không nhá. Giờ thì cùng nhau đi thôi nào. Và trên đường đi thì mình sẽ mang theo những cái trái táo vàng enchant cũng như là trái táo kim cương mà hồi nãy mình mới nhặt từ những cái tàu chứa kho báu nhá. Đó giờ mình ăn trái táo vàng enchant thì khá là nhiều rồi, nhưng mà táo vàng kim cương thì lần đầu mình ăn luôn á. Để một xíu mình sẽ test thử. Giờ thì đi thôi. And portal nè, mình đã đặt sẵn những cái mắt của Ender rồi nên bây giờ chúng ta chỉ cần nhảy xuống dưới thôi hả. Hy vọng là có thể bình an trở về. Mà quên mất cái bé bét mèo đâu ta. Hình như mình thiếu bé bét mèo thì phải. Đúng rồi, mình thiếu bét mèo. Không có bét mèo là ở dưới mình nhìn tối thui luôn á. Bét mèo đây nè, có bét mèo rồi. Nó phải có bét mèo thì mình mới có thể nhìn trong bóng tối tốt được. Giờ thì đã sẵn sàng để đi qua thế giới của con rồng Ender rồi. Hy vọng là đừng xuất hiện ở giữa không chung là được à. Mình sợ. Không biết tại trùng hợp là tại mình nhỏ nữa, mà lần nào xuống DN á thì thế giới mình cũng bị lỗi hết trơn á. Lần trước trong phần chơi Crazy Craft thì mình dự định đánh con rồng Ender á để test thử sức mạnh của những vũ khí. Ai da, hư luôn thế giới luôn. Lần này trong One Piece thì cũng bị hư thế giới nữa. Thiệt tình luôn, mình không có duyên xuống DN hay sao á, buồn ghê luôn. Và lúc này á, là cái file backup của mình vẫn còn nhá, may mà mình còn giữ. Và trên người mình thì chưa có bộ đồ lặn nè, trái OB thì vẫn chưa ăn, và những cái rương chứa trái quỷ mà mình vừa tìm thì cũng không có luôn. Thế nên bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn lại trái quỷ trước. Nhưng mà trước khi ăn thì mình cần phải loại bỏ năng lực trái quỷ Goro nè, và lấy trái OB ra để ăn nhá. Như vậy trong ngày hôm nay mình được ăn trái OP 2 lần lượng, rất là sướng luôn á. Nhưng mà bù lại thì mất mấy cái rương kho báu mất tiêu rồi, phải đi chèo xuồng để lấy lại á. Nhưng mà cũng không sao đâu. Đầu tiên thì mình sẽ trang bị lại những cái kỹ năng từ trái OP trước nhá. Đây, căn phòng nè, dao phẫu thuật, counter shot, dao gamma, hoán đổi, và cuối cùng là cái skill này tiếng Việt mình cũng không biết là gì nữa, nhưng mà tạm thời cứ trang bị đi. Haki thì mình sẽ trang bị Haki vũ trang hay là Haki cường hóa kiếm ta? Mình nghĩ nên dùng Haki cường hóa kiếm đi, tại vì chủ yếu mình dùng kiếm mà. Bên cạnh đó thì mình sẽ trang bị Soru, một trong những lục hức để mình có thể chạy nhanh hơn. Và giờ thì mình đã có thể thoải mái đi chiến đấu rồi đó. Và nếu mình không đánh được rồng Ender thiệt thì mình sẽ tạo ra một cái con rồng Ender nhân tạo nhá. Và con rồng Ender nhân tạo này thì mình bắt buộc phải trở lại cái ngôi làng rồi. Cái ngôi làng mình đâu ta? Đây, ngôi làng nè. Uầy, khá là lâu rồi đó mới trở lại ngôi làng nè, hình như 1 ngày rồi đó. Và sau đó bật cái sơ rư á để mình chạy nhanh một tí nhá, vì mình dự định sẽ đi lấy một vài thứ để có thể triệu hồi ra con rồng nhân tạo này. Đầu tiên thì mình sẽ tiến thẳng lại cái cung điện mà lần trước mình đã dọn dẹp cái đám zombie cũng như là quái vật khác ở trong đó. Và mình sẽ lấy những cái khói gạch ền nhá. Mình nhớ không lầm á thì phía dưới đó sẽ có những cái gạch ền thì phải, đúng không? Cái là sandstone rồi, có không vậy ta? Nè, đây nè. Endstone nè, những cái đá end. Mình sẽ lấy khoảng 8 đi. Cái này mình sẽ lấy trước 6 nè, 7 và 8. Rồi, đã đủ số lượng rồi. Trong này thì đồ đạc mình đã lấy hết trơn rồi á. Công việc còn lại của mình là trở về tàu thôi, như thường lệ trở về tàu nè. Và mình sẽ kiểm tra coi cái yên cưỡi mình còn không cái đã. Yên cưỡi đầy, mày quá, vẫn còn. Và cho vô bàn chế tạo thôi. Và mình sẽ đặt theo công thức giống như vậy nè, để tạo ra một cái con rồng Ender nhân tạo. Giờ mình sẽ không cưỡi cái bé rồng Trung Hoa này nữa đâu. Nhìn em ấy, có mấy bạn bảo á, cái bé rồng này nhìn giống con vua hơn là con rồng á. Mình nhìn thấy cũng giống rồng mà, có điều nhìn hơi buồn cười xíu thôi. Và để có thể triệu hồi được rồng thì mình sẽ tìm một nơi trống trống một xíu. Đẩy bé này xích qua đây đi. Đây, cho bé này vô trong này. Rồi sau đó sẽ triệu hồi con rồng nha. Hy vọng các bạn sẽ không bị bất ngờ. 3 Bùm. Ý, hồi lần này mới đúng nè. Bùm. Các bạn thấy gì chưa? Uầy, rồng mình biết lắc cổ luôn nha, đừng đùa. Và đây chính là phương tiện di chuyển mới của mình luôn. Đó chính là rồng Ender. Uầy, rồng Ender của mình nè. Các bạn thấy có xịn không? Và số máu thì nó cũng nhiều đáng kể luôn các bạn ơi, 40 máu lần á. Nhưng mà xét về số máu hình như em rồng của mình yếu hơn con rồng Ender thiệt. Mấy lần lận á. Đừng đùa, con rồng Ender thiệt hình như trăm mấy trăm máu ta. Mình nhớ không rõ nữa. Nhưng mà đại khái là hình như mấy trăm máu lận, chứ không phải 40 máu như em rồng mình đâu. Nhưng mà thôi kệ, dù sao đây là rồng nhân tạo, có thể giúp mình bay lượn dễ dàng hơn là mình vui rồi. Và trên đường đi như vậy á, mình sẽ tranh thủ coi có cái căn cứ của hải quân không nhá. Vì trong One Piece này còn có cả căn cứ của hải quân trên cạn cơ. Đó là một cái nơi chứa rất là nhiều những cái đô đốc hải quân mà mình cần phải chiến đấu để có thể mang về những cái rương kho báu đó. Ui, em rồng ở ngoài, anh coi trong này là cái gì nào. Ui, những cái con này đừng đùa. À, có cách. Ý, ui, mấy cái bé cung phu nè, lúc mới vào game mình đã gặp ở bờ biển nè. Ui, à, dám quýnh mấy bé cung phu nè. Đừng có quýnh mấy bé cung phu của tôi. Ui, em rồng đi đâu vậy? Trời ơi, bay lung ta lung tung đụng vô xương rồng hay đâm chết queo á. em ở đây giùm anh cái, đừng có đi lung ta lung tung. Cổ ghê á. Rồi giờ mình sẽ test thêm những cái kỹ năng của cái trá quỷ OB nhá. Đầu tiên mình sẽ ra một chỗ chỗ nào ta, chỗ này đi test. Ý chỗ này thì có mấy cái Denemushi. Chỗ nào nhờ, chỗ nào dễ test ta? À đây đây đây, Ender Golem nè. Rồi nữa lại có mấy cái bé cung phu nữa. Đây test căn phòng nè, bật căn phòng lên một cái, sử dụng cái ấy. Chết 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 chết. Ui bị lúng, bị lúng. Ấy da ấy da. Ui sao lợi dụng. Ai lại đánh người đang bị lúng như thế? Thằng người lo chưa xong còn đi đánh ta nữa. Thiệt tình. Bị lúng mất tiêu rồi. Ôi mà mình lỡ tay đánh chết chết nó rồi, test trên ai giờ? Khổ vậy ta. À đây 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 đây, có cái con sâu xương rồng. Rồi mình sẽ bật cái căn phòng rồi đúng không? Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái skill giờ nào giờ? Dao phẫu thuật thì mình test rồi, chiều 3 đi. Chiều 3 nè. Ui hình như cường hóa đòn đánh mình lên hả ta? Đúng không? Để mình test thử coi. Tay không nè. À đánh thì phát nổ các bạn ơi. Nó nổ một cái nè. Bùm. Uầy, mạnh thiệt sự luôn. Như vậy thì trong căn phòng này thì mấy cái con này á không phải là đối thủ của mình. Quá là xịn. Giờ thì tới một skill khác coi. Đó chính là cái gì? Dao Rama đúng không? Đúng rồi, dao Rama. Ui, dao Rama phóng được à. Để mình dời cái căn phòng qua đây xíu cái đã. Đây, dời căn phòng qua đây đi, để cho nó dính cái con sâu xương rồng này. Và chuẩn bị dùng cái dao Rama lại. Có vẻ cái chiều dao Rama nó hồi hơi lâu á. Ui. Nhưng mà sức công phá của nó thì khỏi phải bàn các bạn ơi. Một hit chết quẹo luôn. Wow, được đó nha. Coi còn con sâu xương rồng được không nha. Kiếm mấy cái cây xương rồng cao cao là nó. Và có cái miệng ở trên nữa. Đây 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 nè nè. Phùng đi phùng đi. Mình sẽ thử dùng skill hoán đổi coi. Hoán đổi. Úi. Ui, mình hoán đổi với cái con đó kìa các bạn. Các bạn có thấy không? Ủa đúng không ta? Ủa sao dùng hết được rồi? Rồi cái này là chiêu dao Rama. Đó, mình mới hoán đổi vị trí đó. Ui hay giờ cái này là có đối áp dụng với block không ta? Mình thấy cái chiêu này nó dùng hơi lâu á. Có lúc được lúc không các bạn ơi. Mình kiểu như mình chưa thuần thục cho lắm nên dùng nó hơi khó khăn. Rồi nếu dùng không được thì thôi test kỹ năng thứ 6 đi. Đây. Cần sử dụng kiếm hả? Kỹ năng thứ 6 cái hình cái ống kim tiêm này nè, cần sử dụng kiếm các bạn ơi, tên là Injection Shot. Sử dụng kiếm nè. À, cái chiêu này dùng để lướt tới. Ui, được đó nha, thử coi một lướt có chết không, mục tiêu không nhá. Injection Shot. Phát. Ui, khi mình lướt tới thì hắn sẽ bị mất máu nè, còn bị chóng mặt nữa. Ui, sẽ khiến cho đối thủ sẽ yếu đuối hơn một phần và dễ dàng tiêu diệt hơn. Được á nha. Như vậy thì cái trá quỷ Ope Ope no Mi này không chỉ sử dụng trong việc phẫu thuật mà còn là một cái vũ khí giết người ha, cực kỳ tốt luôn. Và có thể đánh bại được những cái đối thủ mạnh hơn mình rất là nhiều. Từ giờ thì mình sẽ không ngán mấy cái con quái vật trong này nữa đâu. Nãy giờ thì test không đủ rồi á. Để mình sẽ tiếp tục cưỡi cái em rồng Ender nhân tạo của mình và đi khám phá thử xem nhá. Không biết trong này có cái gì không ta? Trong này thì nhìn quen quen. Mình nhìn cái kiểu đi xuống dưới là mình nghi lắm luôn á. Nếu mình đoán không lầm thì cái này là một cái công trình có 4 hướng. Và một trong hướng đó sẽ có một cái bánh kem đúng không? Mình... À không phải rồi các bạn ơi. Ui, trong này còn có robot nữa kìa. Ui ghê vậy ghê vậy. Ôi chết rồi, trên người mình không có bét mèo. Chưa, để mình đánh mấy con này trước đã. Chắc mình phải... Sao ta, không có bét mèo thì mình không có nhìn trong bóng tối được. Khó khăn đây. À, có cách bật căn phòng lên. Các người đã nằm trong căn phòng của ta. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng cái skill dao găm nè. Ý, mà mình chém nó cái nó chết luôn rồi, lấy gì đâu mà lấy tim. Mình chém một tim mà chưa chết thì mới lấy trái tim được cơ. Và đặc biệt là phải dùng tay không nữa. Để mình thử. Bóp nát trái tim của ngươi nè. Bóp. Quá là xịn luôn. Cho người chết. Ta sẽ bóp nát trái tim của ngươi. Ui nó có mấy con gì nè. Nè các bạn. Đó. Desert Crawler. Là con gì đó? Mình cũng chưa biết nữa. Mình sẽ sử dụng cái dao Rama để kích liễu con đó nhá. dao lắm á. Nó dám chống với mình. Mà có rơi ra đồ gì không nào? Hình như không các bạn ơi, chỉ rơi ra cát thôi à. Cái tên đó mình phóng một phát dao gamma là chết nè, chuẩn bị nè. Ui trời, nó bắn dính vậy. Bắn dính ngay luôn á, dao gamma. Phóng dao gamma nè, mất 20 máu. Ui như vậy thì cái chiêu Rama của mình á, một lần chỉ mất có 20 máu thôi các bạn ơi. Phải dùng thêm những ui mà nó hồi đầy máu mất tiêu rồi. Ui, ghê vậy, ghê vậy. Chưa tắt sơ rư cái đã. Để giấy vàng chui vô cái lỗ này hơn. Thôi Em xin lỗi mấy anh ơi. Ở dưới nó đông quá à. Nó cứ set up chỗ cái kiểu á. Rồi nó bắn lén mình thôi. Mình đâu có giống như là đánh nhiều mục tiêu trong một lúc được á, nên đánh không có lại. Để mình sẽ coi có bét mèo trong người này không. À đấy nè. Trời ơi có bét mèo trong này mà mình không để ý. Để mình ngủ giấc đi, rồi sáng thức dậy mình sẽ đi chỗ khác. Chứ chỗ này khám phá nó sẽ rất là dễ bị tự chiến luôn á. Với cả nó không có độ xịn á. Rồi giờ thì đi thêm một đoạn nữa coi có được may mắn để gặp căn cứ của hải quân không nhá. Úi, nhưng mà nhìn chỗ này quen quen ta. Có phải nhà sư phụ cũ không nhờ? Ừ đúng rồi, cái này nhà sư phụ cũ mình nè. Vô đây thử coi. Nhiệm vụ sư phụ hình như đợt trước giao mình chưa làm xong. Đúng rồi, chưa làm xong nè. Trong phần quest của mình á thì... Ủa? Hay là cái này phải giết 20 con zombie hay là skeleton, kiểu như mấy con quái vật á các bạn ơi, chứ không phải mấy con sinh vật. Cũng có thể lắm á. Để tối mình thử lên mấy ngọn núi mình tiêu diệt coi cái phần trăm nhiệm vụ nó có tăng lên không nhá. Còn trong lúc này thì mình vẫn đi tiếp để coi phía trước có cái gì đặc biệt để khám phá không nhá. Ở đây có tàu hải tặc. Và lần này mình khám phá mình mang theo nguyên một con rồng Ender luôn. Thế nào mấy tên này cũng muốn hồn muốn vía cho coi á. Đấy ý. À thiền trưởng, các ngươi tưởng thiền trưởng là mình sợ hả? Mình đã bật chiêu căn phòng lên rồi, tên nào mới quýnh mình. Mình sẽ dùng cái skill bóp nát trái tim coi. Lấy trái tim của người nè, bóp và một hit nữa. Người cũng đi theo ha, thiền trưởng người đi. Sẽ bóp trái tim của các tên này cho tới chết. Và sử dụng cú đấm nè. Ui trong cái căn phòng á, cú đấm mình mạnh cực luôn. Đấm một cái nè là giật tê tê liền, đừng đùa. Mình đấm ra điện đó nha, đừng có giỡn. Đấm thêm một cái nữa. Ui ăn trái này á, dù chiến đấu tay không nhưng mà mình vẫn rất là mạnh các bạn ơi. Đục một cái là chết nè. À còn cầm súng. Dám cầm súng nè, hoán đổi vị trí. Nó hoán đổi liệt và đánh một cái để cho người bất ngờ. Ủa làm gì mình bị cháy ta? Ủa sao mình bị cháy nhờ? Mình đâu có đốt ở trong này đâu. Ủa như chỗ này mình đánh chiếm rồi thì phải đúng không ta? Để mình mặc cái ủng này vô rồi nè. Xuống đây kiểm tra thử coi mình có lấy đồ chưa. Đập ra cái coi. Hy vọng là chưa có lấy đồ. Ừ đúng rồi, chỗ này mình chưa có lấy đồ nè. Được đó nha. Rồi tạm thời thì kết liễu với tên này trước. Coi trong này còn cái rương chứa trái quỷ nữa không. Ủa nó có một cái rương chứa trái quỷ hả? Ấy da. Ui chưa. Ủa chết rồi, mình dùng hoán đổi dưới này không được. No, mình không muốn chết cháy đâu, nhục lắm. À quên, mình có đồ bedrock mà, sợ gì? Quên mất ha. Gối quá. Ê, đừng có bắn chết, nhục lắm. Đừng. Ấy da. Ui chạy thôi. Một hit nữa à. Hên quá, mình vẫn còn sống để trở lên các bạn ơi. Hên thiệt á. Rồi và mình nhặt được thêm một cái rương bạc nè. Đáng ra mình tới 7 cái rương lận. Và cái này là cái thứ 8 á. Tại mình bị lỗi thế giới thôi. Chứ không thôi là mình được 8 rương và mở đã luôn rồi. Rồi qua bên đây để vét thêm coi còn được cái rương chứa trái quỷ nào không nhá. Dừng lên đây tạm đi. Ngay vị trí này. Rồi sau đó. Ui da. Dám quýnh mình hả? Giật hết cái mình hả? Chưa gì hết ha, nổ đùng rồi. Sợ thì ớn không? Ui con kiên grab này bự vậy. Dạ đánh lén. Ui chết rồi, mình lỡ chọc nó rồi. Đi ra đi, ta lỡ đánh chúng thôi. Ui không biết trong này mình còn đồ ăn hồi máu không ta. Mình đi mình cũng không mang theo được mấy cái đồ ăn hồi máu nữa. Mình hậu đậu quá, phải đem theo mấy cái đó thì nó mới hồi máu nhanh được. Con cua nó đang giận mình nè. Để mình dùng cái Ui, chết. Ui. À, phải dùng cái căn phòng mới sử dụng cú đấm gamma được. Cú đấm gamma nè, chết quẹo luôn. Này thì cua king crab nè. Rồi, đột nhập xuống phía dưới thôi. Sẽ dùng cây rìu này để đi xuống dưới dễ dàng hơn. Và lấy rương chứa chát quỷ. Wow, cái này thì được 2-3 cái rương luôn á. Tổng cộng là mình được 3 cái rương rồi. Ấy da, dám quýnh mình, không sượt. Và cái này thì sao? Cái này thì hết rồi. Nhưng mà nói chung á, mình đi 2 con tàu mà được 3 rương chứa chát quỷ như vậy là rất là may mắn rồi. Đợt trước đi ha, 5-6 con tàu cũng có được bao nhiêu chát quỷ đâu. Giờ thì mình đã có được những chát quỷ rồi, nên mình sẽ tắt căn phòng và những kỹ năng để có thể trở về nhà nhá. Và bắt đầu mở những cái rương chứa chát quỷ thôi. Mình đã trở về nhà rồi các bạn ơi. Kế tiếp thì mình sẽ chế tạo cho mình thêm 3 cái chìa khóa nữa nha, để mình có thể mở nốt 3 cái rương chứa chát quỷ thôi. Hy vọng là mở đừng có crash nữa, làm ơn dùm cái. Người ta đã xui đến mức vừa có thể bước chân xuống đi end rồi là hư thế giới, nên đừng có crash để người ta nhặt được chát quỷ dùm cái nha. Rồi giờ thì cùng nhau mở cái rương bạc đầu tiên nè, mong là sẽ ra hội Logia. Ui, trái gì đây? Trái Hito no Mi hệ Zoan. Và nó không có kỹ năng nào luôn. Ủa? Trái Hito. Ủa, quen ta. Ồ, mình nghe cái trái này ở đâu rồi? Nếu bạn nào nhớ trái Hito này á, là ai đã ăn á thì đừng quên comment ở phía dưới nhá, để mình có thể nhớ lại chứ. Mình nhớ là trong phim One Piece có cái phân đoạn nào đó đã nhắc đến trái Hito này rồi nè, mà mình không nhớ rõ nữa. Rồi giờ thì mở thêm một cái rương bạc nữa, hy vọng là ra hệ Logia. Cái gì đây? Gomu Gomu no Mi. Đây chính là trái mà mình săn lùng hôm nay, trái quỷ của Luffy các bạn ơi. Vậy là sắp tới tụi mình có thể ăn được trái quỷ của Luffy, một trong những người mà mình cực kỳ thích trong phim One Piece luôn á. Hên thiệt sự luôn. Rồi còn cái gương gỗ mở nốt nè. Sao lại là Chi Du nữa vậy? Đáng hên mà. Lại ra trái Chi Du nữa rồi. Như vậy thì trong phần chơi này thì mình đã gặp trái Chi Du no Mi này 3 lần. Nhưng mà không sao hết. Dù đã ra bị trùng nhưng mà mình đã có được trái Gomu no Mi của Luffy á, thì mình đã rất là vui rồi. Sắp tới nhất định thì mình sẽ sử dụng trái Gomu no Mi đó để chiến đấu với những cái tên đô đốc hải quân trong này, và cũng như từng phục được cái trái Obe này trước cái đã. Chứ cái trái này mình vừa sử dụng á, nó chưa có thật sự mạnh trong chiến đấu nữa, cần phải rèn luyện thêm rất là nhiều. Rồi và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có thể chế tạo được một bộ đồ lặn nè, đi khám phá dưới đại dương. Nhưng mà không may á là cái thế giới mình bị crash khi mà xuống dưới Dian, nên sắp tới thì mình sẽ cố gắng dành ra một ít thời gian để xuống dưới để lấy lại những cái rương kho báu nhá. Bên cạnh đó thì mình đã sở hữu được trái ác quỷ mà mình hằng tìm kiếm, đó chính là trái Gomu. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì mình sẽ có thể gặp được cái doanh trại của những cái tên đô đốc hải quân nữa thì càng tuyệt vời hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.